em tranh thủ test con robot buổi tối cho anh em xem này, tốc độ cực nhanh luôn đó, về chưa, thấy chưa, kinh khủng luôn. Con này là chắc phải 20 km/h, nhanh quá. Thôi được rồi, được rồi này, bấm lên, quá kinh khủng rồi. Tới đây như xe tăng đó anh em, có khác gì xe tăng đâu, quá nhanh rồi. Nó làm cái chế độ phanh à. Đó, thấy anh em thấy không, kinh khủng luôn, tốc độ quá nhanh luôn. Rồi, tới đi. Em đang test thử tốc độ chạy thôi nha anh em. Còn xịt thuốc thì nó ok rồi, không có vấn đề gì hết á. Bật thì thuốc luôn anh. Bật được không? Được. Bật đi. Bây giờ. À, nó mất cái bếp rồi nha anh em. Đó, ghê hồi chưa? À, mất bếp rồi đó. Quay thử rồi. Nước rồi. Đang xịt thuốc nha anh em. Quá ghê luôn, chạy tốc độ này khoảng 20-30 km/h. Rồi xịt cho nó sạch luôn, xịt cho nó sạch luôn. Quá ghê luôn. Lái anh bật xịn luôn á, biết gọi lại nó rồi, ok, được rồi.